Không phải ngày nào mà tổ chức SCP cũng mở một địa điểm hoàn toàn mới và bổ nhiệm một giám đốc địa điểm mới như thế này. Nhưng hôm nay là một trong những ngày đó. Công việc sắp bắt đầu tại địa điểm 41 và một nghiên cứu viên cấp cao đáng kính đã được bổ nhiệm làm giám đốc của địa điểm mới này. Dù vẫn chưa hiểu biết tường tận về nó, nhưng hắn nắm rõ những điều sau. Một số loại dị thường mới rất dễ biến động đã được phát hiện và địa điểm mới này được xây dựng bao quanh chúng. Và đồng thời, hắn cũng biết sự thăng tiến này chính là thành quả ngọt ngào sau bao năm trung thành một dạ đối với tổ chức. Đây hoàn toàn là một chương mới trong đời hắn. Hắn đang tắm, nhưng đầu óc thì dường như đang chạy đua với những suy tưởng. Chúng xoay vần về những khả năng có thể trong tương lai. Liệu bản thân đã sẵn sàng đối mặt với những nguy cơ tiềm tàng? Dị thường mới này nguy hiểm đến thế nào chứ? Và thứ dị thường gì mới có thể đòi hỏi việc xây dựng một địa điểm hoàn toàn mới chỉ để quản thúc nó? Dù sao thì hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng sau tất thảy những năm chịu trách nhiệm cho việc giam giữ, quản thúc và bảo hộ các dị thường. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến những sinh vật kỳ lạ, những nơi đáng nguyền rủa và những dị thể thách thức các định luật vật lý. Hắn hoàn toàn có khả năng xử lý bất cứ điều gì đang chờ đợi hắn ở vị trí mới. Hắn xả nước, đấm bột dầu gội trôi tuột khỏi tóc hắn, kèm với nó là những lo lắng bất an nãy giờ. Tất cả theo dòng nước chảy xuống cống, rồi hắn tắt nước đi. Hắn gác cái vòi hoa sen lên và quay lại với chiếc gương mờ mờ như phủ một lớp sương. Hắn quệt lòng bàn tay qua mặt gương và bắt gặp ánh mắt phản chiếu trên đó. Biểu cảm nghiêm túc của bản thân đột nhiên khiến hắn bối rối. Rồi hồi ức cứ ùa về trong tâm trí hắn không thể cưỡng lại. Đã rất lâu trước đây, có một người khác luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn theo cách đó, với đôi mắt xám như đá cuội. Hắn ta và anh trai chẳng bao giờ hòa hợp với nhau, bất chấp việc khuôn mặt, mái tóc và đôi mắt họ dường như được đúc ra từ một khuôn, thì tính cách của họ lại là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Hắn là một kẻ hư hỏng, học hành không nên thân, lại còn vụng về, lóng ngóng, để rồi luôn vấp ngã trong cuộc sống. Anh trai của hắn lại là một cậu bé vàng, cậu học trò xuất sắc chẳng bao giờ mắc sai lầm. Dù rằng khi trưởng thành, hắn đã nỗ lực hết sức mình để có thể thoát khỏi cái bóng của anh trai, đã cố gắng sống theo kỳ vọng của cha mẹ, nhưng rồi tất thảy những gì hắn làm khi so sánh với anh trai cũng đều kém cỏi hơn. Hắn vào được một trường đại học lớn, anh trai hắn thi đỗ Harvard. Hắn có một công việc, anh trai lại làm một công việc ấn tượng hơn. Hắn có một chiếc xe Honda, anh trai lại sở hữu Mercedes. Hắn yêu một cô gái, nhưng anh trai mới là người kết hôn cùng cô. Có vẻ như hắn sẽ chẳng bao giờ tự lập nổi, chẳng là cái gì khác ngoại trừ là một bản sao kém cỏi hơn của một người đàn ông hoàn mỹ. Một gã tí hon bé xấu xí là được ngẫu nhiên khoác trên mình lớp vỏ của một tượng thần vĩ đại hơn bản chất của gã quá nhiều. Vào đêm đám cưới của anh trai mình, những phẫn nộ âm ỉ trong lòng hắn cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn nhớ lại đêm đó từng chút một, những câu từ gay gắt, ly thứ năm và một ly sâm banh vỡ nát. Anh trai đã nói cái gì đó đã đi quá xa, vết cắt đã quá sâu. Bất chi bất giác, hắn đẩy ngã anh trai mình, chỉ là đẩy mạnh một chút. Rồi hắn nhìn anh trai mình ngã xuống, đập mạnh đầu vào góc bàn. Và rồi hắn thì vẫn đứng sững ở đó, yên lặng. Hắn đang nghĩ đến việc đầu thú, nhưng rồi một ý tưởng khác đã lướt qua tâm trí hắn. Tại sao phải phá hủy tương lai của cả hai cùng một lúc như thế? Người anh trai đã chết, đã chẳng thể sống lại được nữa. Còn hắn, hắn có cần dành trọn phần đời còn lại của mình dục xương trong tù vì một sai lầm bi thảm không? Nó không công bằng. Thay vào đó, hắn đã lên kế hoạch. Duy nhất lần này, hắn lại cảm thấy biết ơn vì những điểm tương đồng giữa bản thân và anh trai mình đến vậy. Ví dụ như chữ viết tay. Hắn viết một lá thư cho cô dâu mới của anh trai mình, nói với cô ấy rằng anh ấy đã không thể chịu được áp lực cuộc sống này thêm nữa. Rồi hắn sẽ rời đi, bỏ trốn đến châu Âu dưới một danh phận mới, bắt đầu một cuộc sống mới và rời bỏ hết thảy những mối ràng buộc xưa cũ. Ngay sau đó, hắn đóng gói xác anh trai mình, cái xác trông giống y hệt hắn, vào một chiếc vali. Hắn lái xe chở chiếc vali đó đi sâu vào trong rừng, đến một nơi mà họ đã từng bị lạc khi còn nhỏ, rồi chôn nó thật sâu dưới lớp đất để không một ai có thể tìm ra nữa. Hắn ta sẽ không bao giờ quên cái cảm giác đêm đó, đào xới trong khu rừng tối om, đối diện với một mớ bòng bong khó chịu và những giọt nước mắt. Sẻng quán hết lần này đến lần khác đào sâu vào lớp đất, cho đến khi hắn đào được một cái hố đủ lớn, đủ để chôn cái vali đựng cái xác đã bị chặt thành nhiều mảnh của anh trai hắn. Những sẻng đất này che giấu tội ác của hắn, nên cứ mỗi sẻng đất mà hắn ta chất đống lại phía sau, lại là một lần hắn cảm thấy nặng nề hơn. Hắn đã làm gì vậy? Hắn đã làm cái quái gì vậy? Nhưng rồi khi mà lúc những hành động tàn ác đã đi đến hồi kết, sự tự viện cớ của hắn ta đã mài mòn đi những góc cạnh sắc bén nhất của tội ác. Hắn viện hàng triệu lý do để biện minh giúp hắn bớt áy náy hơn. Đó là một tai nạn thôi mà. Tất nhiên, rất rõ ràng là cả anh trai hắn ta cũng có lỗi đó thôi. Vì anh ta đã khoe khoang về cuộc sống hoàn hảo của mình trong suốt những năm qua. Và giờ xem ai là những khúc thịt chết vô dụng nào. Cán cân đã được cân bằng một lần nữa.
Không ai biết hắn đã gây ra điều gì đâu. Không ai khác ngoài bản thân hắn. Đôi khi có những khoảnh khắc mà hắn nhìn thấy hình ảnh anh trai của mình trong gương để nhắc nhở hắn về vết nhơ lớn nhất của cuộc đời mình. Bất kể hắn đã cố gắng quên nó đi như thế nào. Nhưng khoảnh khắc đó đã qua đi lâu rồi. Bây giờ, hắn đã trở lại thực tại, tự đánh thức bản thân bằng việc dội nước lạnh khắp mặt mình. Hắn rũ bỏ quá khứ và ăn diện cho ngày hôm nay. Đã đến lúc đi làm rồi. Ngay khi đặt chân đến cơ sở, hắn đã bị sốc bởi những gì hắn thấy. Đó là một tòa lâu đài to lớn và vĩ đại, ngay cả khi thời gian hằn lại bao dấu vết trên nó. Mặc dù tổ chức bây giờ đã thiết lập cơ sở bên trong, nhưng họ không phải là kẻ xây dựng nên cấu trúc này. Những hồi tưởng đã khiến hắn đến muộn và thậm chí hắn chẳng còn cơ hội xem qua giấy tờ của mình. Nhưng khi bạn là giám đốc địa điểm, thì việc đến muộn đôi chút có phải là điều gì to tát đâu. Hắn là sếp mà, là kẻ cầm quyền. Bữa tiệc sẽ không bắt đầu cho đến khi hắn bước vào. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi, cũng đủ khiến lồng ngực của hắn phập phồng vì tự hào. Chắc hẳn sẽ phải yêu cầu ai đó để giúp họ bổ sung kiến thức. Hẳn là một tên cấp dưới hăng hái không ngại xem qua những kiến thức cơ bản về cơ sở mới và những gì họ đang nghiên cứu ở đây. Y như kế hoạch vậy, một viên trợ lý nghiên cứu trẻ tuổi lao đến chỗ hắn, tay cầm một tấm bìa kẹp hồ sơ và trông như thể cô ta đang thực sự rung lên với sự nhiệt huyết vậy. Cô gái này rõ ràng chưa làm việc ở đây lâu, vẫn còn tia sáng rực rỡ trong đôi mắt của cô ta. Hắn tự nhủ, những gì cô chứng kiến ở đây sẽ dập tắt ánh sáng trong cô sớm thôi. Yêu dấu ạ. Trợ lý nghiên cứu dẫn hắn vào bên trong lâu đài. Nội thất cũ đã được tách ra và thay thế bằng những công nghệ hiện đại, đẹp mắt. Chiếc cầu thang đá đã được thay thế bằng một dàn thang máy. Những mảnh đá cẩm thạch được thay thế bởi camera an ninh và màn hình giám sát. Họ đi vào một trong những thang máy. Từ người trợ lý nhấn nút đi đến tầng thấp nhất có thể. Họ đang đi sâu vào nơi trung tâm của lâu đài này, tựa như đi vào bụng của một con quái vật to lớn. Cửa thang máy mở ra với một tiếng đinh. Hai người họ bước ra, không khí dưới đây có một mùi, thứ mùi kỳ dị, mốc meo và nhàn nhạt. Với một thứ mùi nồng kim loại của những vệt máu đã khô, dọc theo bức tường, hắn có thể nhìn thấy một dãy phòng giam. Chính xác là 8 căn, tất cả đều đóng chặt. Có vẻ chúng đã nằm ở đây khá lâu vì trông chúng rỉ sét và cũ kỹ. Chắc hẳn tổ chức đã không sắp đặt chúng ở đây. Hắn nhận thấy bụng mình nôn nao như đang báo trước thứ điểm gở mà hắn không thể nào giải thích rõ ràng. Hắn đang ở đây là để giám sát việc quản thúc một dị thường. Chắc hẳn chính bản thân những căn phòng giam này đây. Đáng lẽ hắn không nên bị phân tâm mà phải đọc kỹ hồ sơ trước khi đến nơi này. Rồi hắn sẽ biết mình đang tiếp cận thứ gì. Nào, chúng ta tới rồi. Cô trợ lý nói nhỏ khiến hắn giật mình. Hắn ta gần như quên mất cô đang đứng bên cạnh mình. Tôi sẽ mời anh một chuyến tham quan hoành tráng. Hắn ta nghĩ cô gái này sẽ không trụ được lâu đâu với cái thái độ hoạt bát như thế. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Cũng như nhau cả thôi, cô đi trước và không quên vừa đi vừa nghiêm túc giới thiệu tài liệu hồ sơ trong tay mình. Đây là phòng giam đầu tiên, như ngài có thể thấy, tất cả chúng hiện không hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện một số thử nghiệm sau và hy vọng rằng ngài sẽ được chứng kiến chúng hoạt động. Nó sẽ thực sự là một điều gì đó thú vị. Cô ta tiếp tục đi đến phòng giam thứ hai. Một khi chúng ta hiểu được dị thường này, thì sẽ có rất nhiều ứng dụng tiềm năng có thể thực hiện được. Điều này là cực kỳ đáng hứa hẹn. Hắn chỉ lắng nghe một nửa khi hắn theo sau cô ấy. Khi họ đến gần phòng giam thứ ba, người trợ lý liếc mắt nhìn lại hắn. Tôi thực sự mong muốn được làm việc với ngài, thưa ngài. Tôi đã nghe những điều tuyệt vời về ngài. Hắn mở miệng phủ nhận những lời khen ngợi đó, giả vờ khiêm tốn vì lợi ích của cô ta. Rồi một âm thanh làm hắn ta giật mình. Tiếng cọ sát của những mảnh kim loại với nhau và tiếng rít của cánh cửa lâu ngày không sử dụng. Phòng giam thứ ba đang tự mở ra. Trợ lý lướt qua các ghi chú của cô ấy rồi trở nên tái nhợt đi. Điều này đáng lẽ không nên xảy ra. Điều này không nên xảy ra. Cô ta lắp bắp cái gì đó, nhưng hắn hầu như không nghe thấy gì cả. Hắn dường như đang sững sờ, nhìn chằm chằm vào bên trong bóng tối. Có tiếng rào rào, thứ âm thanh giống như dây xích bị kéo lê trên sàn đá. Thứ gì sắp được giải phóng khỏi nhà tù này đây? Hắn đã gồng mình lên, nhớ lại tất cả những trải nghiệm cận tử mà hắn đã phải đối mặt trong quá khứ. Không gì có thể giúp hắn chuẩn bị cho thứ cuối cùng sẽ xuất hiện này. Một đôi gông sắt được gắn với một sợi xích dài bắn ra từ trong bóng tối, hướng thẳng về phía hắn. Một chiếc khùm đột ngột kẹp quanh cổ tay. Vật kim loại lạnh lẽo này đủ để chặn đứng sự tuần hoàn máu và nó ghim sâu vào da hắn ta. Sau đó, một lực lôi kéo vô hình bắt đầu từ đầu kia của sợi xích. Người trợ lý đang hét lên cầu cứu, còn hắn ta đang cố gắng chiến đấu với những sợi xiềng xích đang cắt nhỏ hắn ra. Nhưng những nỗ lực đó là vô ích. Bất cứ thứ gì đang cố gắng khóa chặt hay đang muốn kéo hắn lại gần đều thực sự quá mạnh so với bản thân hắn. Dây xích kéo hắn vào trong phòng giam và rồi cánh cửa đóng sầm lại. Sau hắn vào một âm thanh chát chúa. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đang nghĩ rằng hắn có thể thấy lại khuôn mặt đang cười của anh trai mình. Sau đó hắn biến mất
chỉ để lại một phòng giam trống rỗng và một trợ lý bị chấn thương tâm lý phía sau. Đôi khi, những tội lỗi trong quá khứ quay trở lại ám ảnh bạn. Và thật không may cho người đàn ông đặc biệt này, không có thời hiệu khi nói đến SCP-567 hoặc hầm ngục. Trong trường hợp mà biệt danh này vẫn chưa đủ rõ ràng, hầm ngục không phải là nơi mà bạn muốn bị giam giữ. SCP-567 là một loạt 8 phòng giam nằm bên dưới địa điểm 41 của tổ chức. Mỗi phòng giam có một số hiệu được chỉ định đánh số từ SCP-567-1 đến SCP-567-8. Trong hầu hết các thời điểm, các phòng giam không hoạt động và không hề khác biệt với bất kỳ phòng giam bình thường nào. Tuy nhiên, khi có ai đó mà một trong những phòng giam cho là phạm một tội ác cụ thể nào đó đi vào khoảng cách gần, thì các đặc tính dị thường của SCP-567 trở nên rõ ràng hơn. Mỗi phòng giam trừng phạt một hành động tàn ác cụ thể. SCP-567-1 nhắm vào những người đã phạm tội trộm cắp. Số 2 trừng phạt tội bạo lực tình dục. Số 3 và 4 trừng phạt các loại tội giết người khác nhau. Số 5 trừng phạt tội ngoại tình. Số 6 và 7, tôi không thể hiểu rõ được nó nói gì. Có vẻ như ai đó đã cố tình tẩy xóa đoạn văn bản trong tập tin. Đối với SCP-567-8, vẫn chưa biết được loại tội ác mà nó trừng phạt là gì, và nó cũng chưa bao giờ được kích hoạt trong toàn bộ thời gian mà tổ chức đã biết về sự tồn tại của nó. Mọi phòng giam khác đều hoàn toàn trống rỗng, nhưng phòng giam 5678 chứa duy nhất một chiếc ghế gỗ được cố định vào sàn nhà ở trung tâm căn phòng. Mục đích của chiếc ghế này vẫn chưa rõ ràng. Khi một cá nhân đã thực hiện một trong những hành vi tội ác nói trên, tiến vào vòng phạm vi 2,5 mét của cửa phòng giam tương ứng, thì một cặp gông xiềng sẽ bắn ra từ bên trong phòng giam, dường như là một sự vật chất hóa từ hư không. Những cái gông này sau đó sẽ khóa quanh cổ tay của nạn nhân và kéo họ vào phòng giam. Vào thời điểm mà cánh cửa phòng giam tự đóng lại, khóa kín thì tù nhân và gông cũng sẽ đồng thời biến mất. Nhiều nhà nghiên cứu đã so sánh về chức năng và phương pháp dị thường này với SCP-1002, hay còn gọi là những người đã mất, với SCP-2701, hay còn gọi là biệt giam thực sự mà tôi đã thảo luận khá lâu trước đây. Kể từ khi tổ chức lần đầu tiên quản thúc SCP-567, chỉ có 2 tù nhân từng xuất hiện trở lại sau khi bị kéo đi bởi nó. Tính từ khi bắt đầu bị đưa vào SCP-567-3, 68 giờ sau, D-903-912 đã trốn thoát và được tìm thấy nhưng đã bị sụp đổ trên mặt đất ngay bên ngoài địa điểm 41. Hắn ta qua đời chỉ vài phút sau khi xuất hiện trở lại, trước khi có thể nhận được bất kỳ sự can thiệp y tế nào. Khám nghiệm tử thi cho thấy các vết thương nghiêm trọng bao gồm các vết rách, xuất huyết bên trong, các vết bỏng ở cổ tay và mắt cá chân. Đối tượng thứ hai có thể xuất hiện trở lại là D-937-122. Cô ta được tìm thấy sau 157 tháng bị nhốt trong SCP-5676. Mặc dù cô ấy bị thương bao gồm chấn thương đầu, mất ngón tay, cùng những vết bỏng trên cổ tay và mắt cá chân. Đối tượng này có vẻ sung sức hơn và đã cố gắng tấn công nhân viên của tổ chức tìm thấy cô ấy. Cô ta bị chế phục bởi vài người lính canh, sau đó bị khống chế và thẩm vấn bởi một đặc vụ vô danh. May mắn thay, một bản ghi âm của cuộc phỏng vấn đã được đưa vào hồ sơ, cho chúng ta biết về những gì đã xảy ra. Vui lòng cho tôi biết tên của cô. D-937-122 không trả lời. Vui lòng nói rõ tên của cô. Anh ta lặp lại, và một lần nữa không có phản hồi. Đặc vụ thở dài nặng nề và thay đổi chiến thuật. Nghe này, tôi rất tiếc và chỉ muốn giúp đỡ cô thôi, nhưng chúng tôi không thể chăm sóc y tế cho cô nếu cô bất hợp tác. Vì vậy, xin vui lòng nói rõ tên của cô cho hồ sơ. Cuối cùng, nhân sự cấp D này đáp trả một phản ứng bùng nổ dữ dội. Tên tao hả? Mày muốn biết tên của tao sao? Kệ mẹ tên tao đi, chả có cái tên nào ở đây cả. Không có gì hết, nhưng có đấy. Tao đã trốn thoát rồi, tạt tháo được cái gông đó ra rồi. Không có gì. Và ở đây, âm thanh ấy bị dè đến mức tôi không thể hiểu được những gì đang nói. Sau khi hết nhiễu, có thể nghe thấy tiếng gào thét của D-937-122. Tao nên được tự do, thả tao ra. Tiếp đó là sự vùng vẫy của cô ta khi cố gắng trốn khỏi nơi giam giữ. Đặc vụ trả lời sau đó trong một nỗ lực để bình ổn cảm xúc của nhân sự cấp D này. Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ chúng ta có cơ hội để... Kệ mẹ thứ cơ hội của mày đi, chẳng có cơ hội nào hết. Chỉ có một lối thoát duy nhất. Chúng mày đã gọi tao là quái vật. Có lẽ tao điên thật rồi, nhưng những cơn ác mộng chúng... Cô đột ngột rơi vào một loạt lầm bầm khó hiểu trước khi trở lại với chất giọng bình thường. So với tội ác của họ, tao chả là cái thá gì cả. Chả gì hết, tao chưa làm gì sai cả. Không gì cả. Tại thời điểm này, nhân sự cấp D trở nên không thể khuyên giải nổi. Tất cả lời nói mạch lạc giờ vỡ tan thành tiếng nức nở. Đặc vụ cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại, nhưng cô ấy vẫn cuồng loạn. Sau vài phút nức nở, nhân sự cấp D này bắt đầu thở hổn hển, như thể bị khó thở.
cô ôm ngực và bắt đầu bị ngừng tim rõ ràng. Đặc vụ đã cố gắng tiến hành hồi sức tim phổi nhưng không thành công và sau vài phút, cô ấy đã chết. Sau cuộc phỏng vấn đó, một cuộc khám nghiệm tử thi đã được yêu cầu, trong đó tiết lộ nguyên nhân rõ ràng của cái chết. Cơ thể của cô bị phủ kín bởi những vết châm nhỏ. Một báo cáo độc tính học tiết lộ có một loại chất độc không xác định xuất hiện trong máu của cô. Mặc dù chỉ có hai người đã từng xuất hiện trở lại sau khi bị SCP-567 bắt đi, nhưng họ không phải là dạng sống hữu cơ duy nhất thoát ra khỏi các phòng giam của hầm ngục. Thường thì, các cánh cửa của một phòng giam sẽ mở ra và một thực thể sẽ xuất hiện. Những sinh vật này được đặt tên là SCP-5679 và chúng luôn hung hăng. Chúng thường không khớp với mô tả của bất kỳ động vật hiện hữu nào mà xuất hiện như một loại sinh vật chưa được khám phá. Mỗi khi một mẫu vật của SCP-5679 thoát khỏi phòng giam, nó sẽ cố gắng rời khỏi hầm ngục và tấn công bất cứ thứ gì cản đường nó. Mẫu vật đầu tiên của SCP-5679 được quan sát bởi tổ chức là một sinh vật 4 chi, dài khoảng 2 mét. Nó đi bằng cả 4 chi nhưng có bàn tay hoàn chỉnh giống như con người, trên các chi trước với các con cái nằm đối lập và có khả năng hoạt động đủ tinh vi để vận hành máy móc. Nó rất thông minh và lợi dụng trí thông minh này để tiêu diệt 14 đặc vụ của tổ chức trước khi nó bị quản thúc. Các chi tiết của SCP-5679-2 đã bị xóa bỏ khỏi tất cả các tài liệu chính thức. Điều duy nhất tôi có thể phỏng đoán từ hồ sơ là 9 nhân viên đã bị giết kể khi nó xuất hiện và một trong những đặc vụ từng tham gia quản thúc nó đã yêu cầu và nhận được tư vấn tâm lý cho những gì họ đã trải qua trong quá trình này. Vì vậy, những gì mà họ phải đối diện đều chẳng tốt đẹp gì. Trong một lần thử nghiệm thông thường với SCP-5674, cửa phòng giam mở, một mẫu vật của SCP-5679 đã xuất hiện, tấn công và giết chết nhà nghiên cứu dẫn đầu các thử nghiệm. Thực thể này đã không bị quản thúc mà bị dụ trở lại phòng giam ban đầu sau sự thương vong của 7 nhân viên. Tại thời điểm này, phòng giam triển khai các sợi xích của nó và sinh vật bị kéo trở lại bên trong. Mẫu vật gần nhất của SCP-5679 xuất hiện khi cánh cửa SCP-5677 mở ra và đóng lại một cách tự nhiên. Điều này đã được phát hiện trên các đoạn phim camera giám sát, nhưng không ai trong số các giám sát viên an ninh lại có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì rời khỏi phòng giam. 2 tuần sau, một đặc vụ được chỉ định đến hầm ngục được phát hiện đã chết ngay trên giường trong nhà của mình. Hoàn cảnh cái chết của anh ta hầu như giống hệt với những gì được quy cho SCP-966, một loài sinh vật ác mộng được gọi là kẻ giết người trong giấc ngủ, mà tôi đã từng thảo luận trên kênh trước đây. Khi thực thể trốn thoát được tìm thấy ở địa điểm 41, nó đã được tìm thấy giống với một phiên bản của SCP-966 với chỉ một vài biến thể. Nó đã được quản thúc thành công. Các camera an ninh tại chỗ đã được nâng cấp để chuẩn bị cho những dị thường giống như nó trong tương lai. Mặc dù nhiều chi tiết cụ thể trong hồ sơ bị thiếu sót, bao gồm sự xuất hiện chính xác của các sinh vật từ các phòng giam, nhưng tôi đã suy luận được một điều. Bất cứ nơi nào SCP-567 vận chuyển những thứ mà nó cho là có tội, đó là nhà tù dành cho quái vật thuộc mọi loài. Con người không phải là những kẻ duy nhất cần chịu trách nhiệm về tội ác của mình. Khi tôi đang đọc về hầm ngục và các bài thử nghiệm khác nhau liên quan đến nó, một câu hỏi khá bệnh hoạn xuất hiện trên đầu của tôi. Điều gì sẽ xảy ra với một đối tượng thử nghiệm phạm nhiều hơn một tội ác? Căn phòng nào sẽ tiếp nhận họ? Thật may mắn cho trí tò mò của tôi và cũng thật không may cho anh ta, một nhân sự cấp D đã giúp phát hiện ra điều này. D-834-200 đã sử dụng như một đối tượng thử nghiệm trên người trong các nghiên cứu ban đầu về SCP-567. Anh ta được đặt trước SCP-5676 và 7. Gần như ngay lập tức, các buồng giam mở ra và xiềng xích bắn ra để tóm lấy anh ta. Cổ tay và mắt cá chân trái của anh ta bị phòng giam số 6 tóm lấy, còn nửa người bên phải của anh ta bị phòng giam số 7 lôi đi. Sau đó, anh ta bị kéo vào cả hai phòng giam. Chà, ít nhất là một phần cơ thể của anh ta. Làm thế nào mà tôi có thể giải thích một cách rõ ràng nhất về số phận của anh ấy mà không gây ra quá nhiều đau khổ đây? Trong bữa ăn tối của gia đình, bạn đã bao giờ nắm chặt trong tay một bên chạc xương đòn của một con gà nào đó, trong khi anh chị em hoặc anh em họ của bạn cầm thấy bên kia và rồi cả hai bên đều kéo mạnh cho đến khi con gà bị xé toạc làm đôi? Nó là kiểu giống như vậy. Địa điểm 41 của tổ chức đã được thành lập trong tòa lâu đài bị bỏ hoang có chứa SCP-567. Lối vào hầm ngục được niêm phong mọi lúc và cửa vào mỗi phòng giam được giám sát thông qua camera giám sát nhằm ngăn chặn việc có bất kỳ thường dân nào đi qua nó. Nếu bất kỳ cánh cửa nào được mở ra khi chưa được khống chế, thì lực lượng đặc nhiệm Delta 9, còn được gọi là Hex, sẽ được triển khai để quản thúc các mẫu vật kết quả của SCP-5679. Trong trường hợp không thể quản thúc được, lực lượng đặc nhiệm được phép hủy diệt mẫu vật. Để ngăn chặn sự mất mát không cần thiết của bất kỳ nhân viên nào, tất cả các ứng viên tham gia lực lượng đặc nhiệm Delta 9 phải có tiền án tiền sự trong sạch, chưa từng phạm tội, ngay cả theo lệnh của tổ chức, và có sự dâng hiến hết mình, tuân thủ pháp luật và thể hiện lòng trung thành với khí ước xã hội và cảm xúc của người khác.
Sở hữu la bàn đạo đức mạnh mẽ hay khả năng tự phán đoán đúng sai được coi là một tố chất quan trọng để trở thành nhân sự làm việc cần SCP-567. Nếu không có tố chất này thì những người lẩn vẩn quanh SCP-567 chỉ đơn giản trở thành một nạn nhân nữa được thêm vào danh sách dài những kẻ ăn năn bị tra tấn. Trong những năm qua, tổ chức đã phải đối mặt với nhiều dị thường có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân tổ chức, và SCP-567 cũng là một mối nguy cơ như vậy. Có vô số đặc vụ của tổ chức đã phải thực hiện những hành động khủng khiếp để phục vụ cho lợi ích lớn hơn. Họ đã nói dối, trộm cắp và thậm chí giết người để bảo vệ và lưu trữ những bí mật bị khóa trong hồ sơ và đằng sau những bức tường được giám sát nghiêm ngặt. Cần hết sức thận trọng trong khi đối phó với hầm ngục. Dù một người có nghĩ rằng một tội lỗi trong quá khứ của họ là chính đáng đến mức nào, rốt cuộc thì chẳng có bất cứ cơ hội nào để biện minh về sự vô tội của bạn, khi mà chính nhà tù dự định giam giữ bạn cũng vừa là thẩm phán, là bồi thẩm đoàn và cũng là đào phủ. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-2128, nôi dối trá, một thực thể siêu nhiên khác cũng mang nhiệm vụ trừng phạt. Và hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.